Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa thầy, hôm nay có duyên lành thầy đến thắp con, có nhiều việc để con xin trình bày với thầy. Trước khi trình bày, xin thầy chứng minh cho sự lòng thành của con, ước nguyện của con. Thì hôm nay trước khi thầy cho phép con xin thầy chứng minh và có những điều gì trước khi ban bố cho con trình bày qua sự việc tu học thiền viện trong thời gian này cho thầy, để thầy nắm vững. Xin thầy quan hệ. Con cứ trình bày đi. Kính thưa thầy, thời gian tu học của con, thầy đã hiểu biết về vấn đề con. Thì trong thời gian này mà thầy cho con bước vào cái tự niệm xứ, chúng thông đi vào tự niệm xứ, con thấy con thấy có nắm bắt được cái an trụ tâm và nhiếp phục tâm, vì đó còn chơi vơi. Con xin trình thầy cho con trở lui lại nhiếp phục của an trụ, là cho nó khổ cái sự tốt đẹp và vững chắc chứ thành đồng bất sắc. Khi đó bước vào cái tự niệm xứ phẩm một tháng, thì qua những lời con trình bày, thầy đã chỉ dạy cho con, thì cho phép con đã lui ra để thụ đại sự tu học mà an trụ tâm và nhiếp phục tâm của con cho vững chắc. Thì hôm nay qua cái sự lời thầy dạy sao con làm nấy, cũng qua một thời gian tu học con cũng xin trình bày với thầy và cũng đã nghe thầy để đời thầy. Nhưng trong thời gian đời thầy, vì công việc thầy đã đoán toán quá nhiều công việc, cho nên nó mà một lần đến thắp con rất là khó khăn cho thầy. Vì đó mà con xin phép thầy hoan hỷ, và cũng như là thầy đã gần bên con rồi, thì con xin trình bày với thầy. Hiện giờ cái đợt một và giai đoạn hai con đã tiến hành rất vững chắc, trình bày với thầy. Trong thời gian tu học của con, thầy đã dạy lý và xà, lý và diệt và xà. Thì con qua cái bắt đầu quá tự niệm xứ, con đã xà rồi. Xà như thế nào, các chữa ngài pháp, con thân mình bằng cách nào và có chữa ngài pháp, con cũng có là tư duy ra. Chỉ có chữa ngài pháp là do giới luật của mình không nghiêm khắc, chưa còn nghiêm khắc thì không bao giờ mà có chữa ngài pháp. Vì đó con thấy nếu mà nhiếp phục tham ưu của thân được tốt đẹp thì cái tâm, cái thọ, cái pháp nó cũng là một mà thôi. Vì đó con thấy trong nhiếp phục tham ưu của tên bổn trụ, con là nắm vững về giới luật và tâm của con. Tâm con còn đậm nhiệm thì nó sẽ toàn hoàn, mà con không đậm nhiệm thì tâm con nó thanh tịnh, mà thanh tịnh được thì các pháp cũng thanh tịnh. Thưa thân con, nếu phạm giới luật thì thân con bị chức cái này đau cái kia, bị mỏi mệt và các trở ngại ở trong thân, nó thể theo con, nó sẽ làm cho con không được tu hành. Vì đó con xét lại về giới luật để mà coi thử còn tham ưu cái gì. Con xét rất kỹ về giới luật. Trong 10 giới thành thế duy thì con xét rằng từ 10 giới cho đến lên 1 giới, 1 giới cho đến 10 giới, thì 10 giới cho đến 1 giới thì con thể qua cái giới thứ hai, thứ nhất, tức là giới thứ một, thứ hai. Giới thứ hai thì giới lý tham, tức là bốn xạ. Con xét là con thì coi bốn xạ chưa. Trong sự tu học của con thấy cái bốn xạ mà thua thì con thấy thế rồi. Chúng còn chỉ còn cái thân này để mượn hẳn để mà nuôi thân, ăn để tàm, sống để mà tu thôi. Ngoài ra con cũng chẳng có cái gì của con hết. Con xả, nhưng mà còn cái trí tuệ để trình với thầy là vấn đề tới cái bữa ăn
thì cũng không thèm hạt gì. Nhưng mà cái lòng tham của cái sự thức ăn của người này nó vô đời. Đến khi đến phòng ăn để nhận cơm, con cũng là tác ý rằng đi thẳng đường con tác ấy, bữa này ăn thật bình thường, chứ không có ăn quá no mà cũng không ăn đói, chỉ chúc hai quả và cứ hai quả. Nhưng đến đó không làm chủ được là nó xúc thêm ba quả, mà còn cãi lý lại là thôi xúc hơi nhiều việc về để cho những cái con xúc vật nó xung quanh mình, con sẽ thua nó, cái này con khắc phục và sửa, đừng để cho nó cãi lý lại, và làm cách nào phải mình là phải làm chủ nó, con phạm cái này. Thứ hai nữa, gặp mắt còn con lao, còn lao lạo liên, còn bỏ qua cái này bỏ qua cái kia, chưa an trụ được tốt. Vì đó mà dòm cái thịt cây cùng với các sư đi trước họ nhận hết, còn thịt cây là cái gì đó họ để lại. Con đi sau cùng thì con thấy thị sư không ăn, con nói thôi thị sư ăn mình lại về mình ăn. Trong một thời gian đó con ăn rồi con về con xét cái này là mình đã thật phạm hai giới luật. Một là phạm cái lòng tham muốn ham ăn, hai là sẽ lấy của không cho, dù cho người đó bỏ đó thối đi, nhưng mà mình chưa được xin, chưa ai cho mình không được lấy. Như vậy con thấy cái này con đang còn phạm mỹ giới này, đó là vấn đề cái chưa còn cái buông xả được cái ly tham ăn của con. Quá trình bày vấn đề cái giới thứ nhất là giới hiếu sinh và không nên thiệt hại chúng sanh, thì con cũng có thưa thầy là có mất chánh niệm tỉnh giác, thời gian mà chưa vào thất thì con cũng cố gắng hết sức, nhưng mà đi đêm thì nó cũng có đạp cũng kiến hay là có muội nhiều cũng xuống sổ chiếu, con cũng rất ân hận và thương và cũng chứ là tha kỹ với nhau, đừng oan tài với nhau. Tôi thành thật thương quý vị, không có thật gì nhau. Nhưng đổi qua hai tháng mà cô mà trong thất, nhưng mà con có khi con đi ra nền ngoài đường thì có mấy bữa con đập, thì nhất là hai tháng này con đập hang sổ chiếu, với có một số kiện mà nhỏ quá con đi con cũng biết nữa, và có mùi nó trắng, nhiều khi mình bất tỉnh giác mình giơ tay mình nắm một cái hay là mình khai một cái thì đụng nó chết. Con thấy cái này tức hiệu sinh, con còn chưa thành niềm tỉnh giác, con còn phạm hai cái này, con xin hứa với thầy con sẽ khắc phục về giới luật. Giới luật là thầy đó, nếu giới luật mà phạm thì tu hành cũng không có ích. Cho nên giới luật là quan trọng nhất. Cho nên Phật thầy đã dặn, được khi thầy còn sống, thầy bỏ thân, vừa nghe lời thầy dạy hai pháp. Một là giới luật, hai là tự định xử. Con rất là am hiểu cái này. Vì sao như vậy? Qua những lời Phật dạy để cho mọi người nói theo mà thầy đã dạy con, hôm nay con thấy họ hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy, làm đốt soi đường, làm chỗ nương tựa vững chắc. Lời thầy dạy, Phật dạy, con biết sao? Qua những lời này con đã thẩm hiểu quá sâu rồi. Người tu học mà không có giới luật hay là giới định huệ thì chẳng có ích lợi gì. Như vậy thì hôm nay thưa thầy, thầy cứ dắt con là tự cả con đục lên mà đi. Thưa thầy thì tờ duyên thôi, cho thầy cũng không làm sao được cho cả con. Như vậy thì con biết việc làm của thầy rất bận rộn, thầy thương cả con lắm, nhưng mà cả con từ vô minh quá nhiều, thầy nói mà không nghe, thầy vẽ mà không làm được, vì cả con quá lu mờ. Cho nên con phải cứ dầm chân tại chỗ. Vì đó thầy rất bảo vệ cho cả con, thầy cũng muốn làm cho cả con mấy người và theo thầy, thầy trò nên thì thầy cũng là tốt mặt đẹp mày, trò học giỏi tu hành tốt thì thầy cũng là điểm tốt, và thầy sáng suốt dạy trò sáng suốt. Qua cái việc này con nghĩ rằng thầy là vô sư trị của thầy,
và hữu sứ tỷ của thầy sẵn có trong thầy hết, nhưng thầy nói ra, thầy vẽ ra, thầy sợ cái danh vì cái ngã, cho nên thầy nói sương sương thôi. Ai mở được thì mở, làm được thì làm, mà không thì thôi. Để cho quý vị là triển khai trí huệ và vô sứ tỷ của quý vị. Quý vị tu được, quý vị nhờ. Nếu còn thầy cũng sợ việc này lắm, con không biết. Nếu thầy đứng ra dài vệ quá thì một sợ chỉ một chữ ngã. Hai nữa là thầy sợ cái danh, một triệu danh nhỏ cũng bỏ, nên thầy thương tụng con mà không biết làm sao. Hôm nay con thấy cái việc làm của con xin thành thật với thầy. Cuộc đời của con chỉ nguyện ước nguyện trong một cuộc đời này con phải giải thoát. Nếu không được giải thoát thì con đi về đâu đây? Cho nên hôm nay con siết chặt tu hành hết lòng nghe thầy. Nhưng xin thầy hoan hỷ việc thầy làm quả đó loan. Thầy nói với con làm một tuần, thầy đến với con cũng cần việc thư từ đến với con để có gì thầy chỉ dạy với con. Nhưng việc thầy đã đón quá nhiều khi 3 tuần, 2 tuần thầy chưa đến. Công việc của con thì nó không muốn dừng chân tại chỗ, nó muốn tiến tới và tiến tới thôi. Vì đó mà con có phạm với một vài điều mà để cái cách qua mặt thầy, xin thầy hoan hỷ và từ bi cho con. Con xin thành thật, có sự tham của con như vậy, nhưng trong sự tham của con xin thầy, tham quá thì ức chế tâm. Con biết nếu tham quá thì ức chế tâm, cho nên sự tu học của con không tham. Hiện giờ con buông xả và con lấy rất sạch. Giờ nào việc nấy, nghĩ thì nghĩ, làm thì làm, chứ không có tham nữa. Tham là ức chế tâm, mà ức chế tâm thì sự chữa ngại nó rất là khó khăn cho tu hành. Con cũng biết điều này. Chứ điều thứ hai, thầy sợ con ngồi lâu hay là làm việc gì thì đi vòng tường mà con không biết. Nhưng thưa thầy, việc này con đã nắm vững, khởi lên niềm gì con phải xét niềm đó. Niềm nào mà thấy có sự mê tín dị đoan là cầu không sự thật. Và nói với một niềm, ví dụ nói với một niềm là đi đến cây Tây Phương Cực Lạc để gặp Đức Phật A Di Đà, đó là ảo tưởng, đó là cái tưởng tượng cho Đức Phật A Di Đà, chưa đúng sự thật, cho nên mình không theo bó. Ví dụ thứ hai, gợi lên một cái niệm Đức Phật Di Lạc ra đời, Đức Phật Di Lạc ra đời, chứng minh Đức Phật Di Lạc, hiệu sự Đức Phật Di Lạc, lý lịch Đức Phật Di Lạc, cũng chưa nắm vững, đây là cũng là ảo tưởng, bỏ. Điều thứ ba, nói về Quán Âm thì chỗ này qua chỉ hiểu để cứu độ chúng sanh, thì chép lại qua cái tiểu sử của Quán Thế Âm thì mình biết Quán Thế Âm đang có ức chế tâm. Thì ức chế tâm làm sao mà có thần thông tự tại, có tam minh như vậy, chưa làm chủ được sanh già bệnh chết thì làm sao mà có việc như vậy? Thì đây là ảo tưởng, mộng tưởng và cái tưởng của chúng sanh để mà đưa ra thôi. Thì cả cái vừa sự mà tưởng của con xin bày và nét để nắm vững để thầy, xin thầy hoan hỷ để chỉ dạy cho con. Hiện giờ con xin trình bày cho nó rõ hơn rồi thầy chỉ dạy. Nó qua cái đợt này thì qua cái đợt này con là xà lối ra tới và thực hành rất chính xác. Cái đợt hai mà về tử mật tử này thì con thấy mục đích là bệnh tật là do giới luật, tâm phóng dật cũng do giới luật, điều đó là chắc ăn. Cho nên giới luật mà không nghiêm chắc thì không làm gì được cái gì hết. Cho nên giới định mà có huệ, mà không có giới thì không có huệ. Con nghĩ thầy đã dạy con rất nhiều, hôm nay con đã thấu hiểu cái này, xin thầy qua ngày. Hiện giờ xin thầy cho con lên đợt 2, giai đoạn 3 đi. Con sẽ quyết chí nghe thầy lời, thầy dạy một câu thôi, thầy dạy cho con là vài ba câu, rồi con sẽ từ đó con mò, rồi con sẽ đi đến chứng trừ con thể, thấy con
mà có trở ngại, con xin cầu mong thầy dạy để cho con đi đúng. Nếu con thấy con thân bình tâm an và có sự sáng suốt thì đó là con đã đi thẳng đường. Hôm nay con xin thầy cho con qua cái đợt thứ hai nữa, rèn luyện tuổi thường túc bằng cách nội tâm, và trong thân này có nội và ngoại hợp nhất, là lấy hơi thở để rèn luyện và rèn luyện cái hơi thở này bằng cách nào để cho nó có chính xác hơn. Nếu còn bốn lúng quá thì không chính xác mà nó chậm tự thương tốc nó không ra, tức là giới luật, tức là giới định huệ nó không sẽ phát triển, thì không bao giờ mà tiến vào con đường làm chủ sanh già bệnh chết. Vì đó nó quan trọng, này khúc này là quan trọng nhất cho đời tu hành của con. Xin thầy khoan hỷ thương con và cứu con, thương con và cứu con trong đợt này. Nếu thầy bận việc quá mà không cứu con thì chắc con cũng dầm chân tại chỗ. Nhưng mà thầy cứu là thầy cứu, thầy cứu có nghĩa là thầy không thể mà đấm thẳng được, mà thầy chừa để cho con được tứ huệ, hay là cho con có sư tỷ vô lậu của thầy đã ban cho con, thì con thấy được như vậy thì con sẽ đi được đi đúng. Rồi là qua những cái thỉnh cầu của con mà thầy đến nơi hôm nay là mục đích cho thầy cho con vào giai đoạn hai, cái đợt hai giai đoạn ba này. Vì thời giờ con rất cấp bách, tuổi con hôm nay theo tuổi hiện chẳng là con 73-74 tuổi rồi, mà hôm nay thầy mà để cho con mà cứ như vậy thì chắc có lẽ con rất là chậm tiến. Thứ hai nữa, trong thời gian cái đợt này là đợt 7 tháng 7 ngày để mà tu luyện và chứng thánh, mà hôm nay đã 2 tháng rồi, mà nếu mà không tinh tấn thầy cũng giúp con. Nếu vượt qua cái giai đoạn này mà con không được cái gì thì chắc con cũng biết đi về đâu, chắc con không làm gì đi về đâu nữa. Cho nên vì đó con sẽ xin thầy hai điều: một là con không có chế tâm, hai là con không vọng tưởng. Con hai điều đó con phải nắm vững hai cái đó, đừng vào lạc vào tà đạo, đừng ức chế tâm mà sinh ra nhiều chuyện. Đó là giai đoạn đó. Giữa giai đoạn này thì giai đoạn đầu thì con đã ly và diệt, đến cùng con đã xả rồi, thì con xin là thầy vậy. Hôm nay con quyết chỉ là con phải xả hết, buông hết. Như còn các vị đệ thần mà để nghe Phật thuyết pháp rồi buông sạch, không còn gì hết, mà con sẽ con cũng không còn gì nữa. Như vậy thì chắc con cũng dưới mấy ông vị thần này thôi. Thì như vậy thì con xin trình bày qua những lời con thử thật và chân thật, cho con không có chuyện ngã chúng ta, không có gì hết, mà con chẳng có cầu lời dánh gì nữa, chỉ có làm sao để làm chủ sanh già bệnh chết trong kiếp này mà thôi. Xin thầy hoan nghị để chỉ dạy cho con. Xin thầy. Bây giờ con lắng nghe cho kỹ con đường đi của đạo Phật, nó cụ thể, nó rõ ràng. Nếu mình đạt được cái chỗ này thì mình mới học tới cái lớp cao. Mình học cái lớp cao thì mình mới được lên cái lớp cao hơn. Còn cái chỗ này mình chưa có đạt được thì mình lên cái lớp cao hơn thì hỏng chưa, mất căn bản. Học không có được, tu không có được. Bởi vì Phật pháp nó rất rõ. Cho nên vì vậy á, từ hôm rày tới nay cho con ra đây á, là cái mục đích mà theo dõi con á, để thấy con đạt được cái kết quả tu tập hay không, nhanh hay chậm là do cái chỗ đạt được kết quả, chứ không phải tu lung tung, tu đủ thứ, không phải vậy. Mà tu nhiếp tâm, nhiếp tâm có hết vọng tưởng không trong 30 phút? Nghĩa là 30 phút lúc nào con nhiếp tâm cũng không vọng tưởng, đó là kết quả thứ nhất, là nhiếp tâm. Con hiểu chưa? Dạ, đó là giai đoạn thứ nhất. Con lắng nghe cho kỹ. Giai đoạn thứ hai là an trú tâm. An trú tâm mà an trú cho được trong 30 phút mà không có hôn trầm thùy miên, bởi vì con nhiếp tâm nó không có niệm khởi nữa rồi, thì an trú là cái mục đích pháp an trú là diệt si mê, diệt hôn trầm thùy miên. Mà giờ vọng tưởng và hôn trầm thùy miên hết rồi, phải không? Thì con mới được vào tứ niệm xứ, chứ còn hai cái này còn thì con được vào tứ niệm xứ thôi.
nghe kỹ chưa? Dạ. Con thấy cái cách bực, con tự giác thấy rất rõ, nhiếp tâm trong 30 phút mà còn niệm khởi thì chưa nhiếp tâm xong, còn ở lớp nhiếp tâm. Nếu con kéo dài 6 tháng 1 năm là do sự tu tập của con, chứ không phải là còn nếu mà con nhanh chóng trong 10 ngày hoặc là trong 7 ngày hay trong 3 ngày mà con nhiếp được, lúc nào cũng nhiếp được không niệm khởi trong 30 phút thì 3 ngày 2 ngày con đã kết quả rồi, thì con lại thay đổi dạng an tu tập để phá sạch hôn trầm. Trong 1 2 ngày tới một tuần lễ mà hoàn toàn hôn trầm tự nhiên không đánh con được, tức là con đã an trú được, mà con đã an trú được trong một vòng một tuần lễ thì thay thế đâu có phải tới 2 3 tháng đâu. Tại vì con nhiếp chưa được, bắt buộc con phải nhiếp rồi cho kỹ. Mà giờ nhiếp chưa được thì phải tu nữa, con hiểu không? Còn vọng tưởng phải tu nữa, nó đâu phải. Còn niệm khởi thì phải tu nữa, bởi vì cái mục đích để chúng ta đi tới tứ niệm xứ, cái mục đích nhiếp tâm và an trú để đi tới tứ niệm xứ. Còn hoàn toàn những đời sống của con hiện giờ là một bác sĩ, là buông sản phẩm, không còn tham muốn gì. Từ hôm nay, từ hôm đó tới nay con về tu viện này là bỏ sạch, nhưng nói ở ngoài nói, nhưng mà sự thật con thấy chưa bỏ sạch. Tới cái ăn cái uống con trình nó còn tham chứ nè, có ăn nó phi thờ, nó thấy của người ta bỏ nó còn muốn lấy thêm, thì đó rõ ràng con trình thấy đó là giới luật chưa, thà chết trong giới luật không phạm giới luật. Hai vị tỳ kheo đến thăm Phật, một vị giữ giới không uống nước có trùng mà chết giữa sa mạc, một vị không giữ giới uống nước có trùng gặp Phật, Phật của ở trong và chỉ cho cái người đã chết đã gặp Phật đã chứng quả A Lại, giới luật chứng quả A Lại. Nếu mà thiếu giới luật thì không thể chứng, mà thiếu giới luật thì không thể nhiếp tâm và an trú tâm được, con thấy rất rõ ràng. Cho nên vì vậy bây giờ căn cứ vào cái chỗ nhiếp tâm còn 30 phút, thầy cho đâu con có đâu có 1 giờ 2 giờ đâu, có 30 phút thôi, mà 30 phút làm cho được hoàn toàn. Ngày này qua ngày khác không tu thôi, tu là không có nghĩa. Hễ mình vô nhiếp tâm là mình làm chủ nó, dẫn nó vào cái tâm của mình, không có niệm. Nó có phương pháp hẳn hòi, con nghe lắng nghe, có phương pháp dẫn tâm vào đó. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra. Thì cái ý thức của con tiếp tục làm việc, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra. Cái ý thức phải nhiệt tâm, tác ý, phải nhiệt tâm, tác ý, tức là tác ý rất rõ ràng. Và hít vô thở ra nhiệt tâm để thấy biết hơi thở, cảm nhận hơi thở rõ ràng. Thì hai cái này, hai cái pháp này, nó một cái pháp dẫn và một cái pháp thực hiện, pháp nhiếp, dẫn và nhiếp để cho nó dính cho chặt vô. Thì lúc bây giờ thầy nói một cái người mà rõ ràng có nhiệt tâm là nghe thầy nói rồi, họ tu không bao giờ có niệm, có phương pháp. Cũng như một con trâu mà con xỏ dễ dàng, con cột dây con dẫn đi, nó làm sao nó đi, nó ló bên đây ăn mạ, ló bên kia ăn uống người ta. Bởi vì cái dây của con cầm đây, cho nên nó kéo qua sao được, con đi đâu nó phải đi theo đó. Bởi vì nó có pháp, cho nên nhiếp tâm nó có pháp, nó không pháp làm sao được. Như vậy người ta còn phải tu tập nó trong một tháng để cho nó thuần thục trong pháp ấy, lúc nào cũng không có niệm. Tức là chúng ta tạo nó thành một cái thói quen không niệm, nó thuần thục. Cho nên nó thuần thục rồi, con trâu con thả sợi dây, con đi đâu nó theo đó. Bắt đầu bây giờ nó con đi đâu nó theo đó, tức là con hít thở thì cái tâm con ở trên hơi thở chứ nó không có lìa hơi thở con, tức là nó theo con rồi. Thì lúc bây giờ con an trú, thì con an trú làm sao mà có niệm có hôn trầm? Bởi vì cái sức tỉnh nó đến cái mức độ mà không có một cái niệm nào khởi thì làm sao có hôn trầm? Thì tại vì cái sức tỉnh con thiếu hôn trầm thì mình đánh được, cho nên con mới gột con mới hôn trầm. Thầy biết mấy con tu chưa có niệm, chưa có quyết định cuộc đời tu, vì cuộc đời của mình sắp sửa chết rồi, phải nhiệt tâm hết sức. Cho nên thầy dạy mấy con tu với cái sức của mấy con 30 phút, không dạy tu nhiều, rồi 30 phút rồi nghỉ 30 phút hoặc 1 giờ rồi trở lại tu, mà lúc nào không tu thôi, mà đã tu là làm chủ. Đó là cái căn bản nhất của người tu. Hãy giữ được con lỏng lẻo thì nhiếp tâm không bao giờ được, muốn sao cũng được, mà giữ được nghiêm chỉnh thì nhiếp tâm sẽ được, mà nhiếp tâm được thì an trú tâm không khó, mà an trú tâm không khó thì vào trú tu dễ dàng như trở bàn tay. Cho nên Đức Phật xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm, chứ vào tứ niệm xứ 7 ngày 7 tháng 7 năm con chứng đạo, chỉ trong 7 ngày chứng đạo. Cho nên con nghe cái bức những lời tâm quyết thầy nói rất rõ, có ai hiểu được tại sao các quan
đi đến để thỉnh Phật trở về thăm vua cha. Nhưng là nghe Đức Phật thuyết pháp rồi bỏ hết cả quan tước, cả vợ con, cả tất cả những giàu sang của một vị quan, đều bỏ hết theo Phật. Chẳng bao lâu các vị chứng quả. Tại sao? Đâu phải Phật pháp khó. Tại vì mình thiếu nhiệt tâm, tại vì mình tu lời mơ. Thật sự mấy con có nhiệt tâm, nhưng mình nhiệt tâm chưa đúng. Thầy biết tất cả tu chỉ ở trường này, thầy kiểm tra thầy nhận thấy là họ tu để cho nó khỏe mà. Còn người nhiệt tâm không làm thôi, mà làm thì chắc ăn. Nghĩa là mình không tu thôi, mà tu 3 phút là phải làm thì chắc ăn, chứ không phải làm. Làm không chắc ăn là làm có dụng tâm, nhiệt tâm có dụng tâm. Còn an trú tâm, mà an trú tâm không có hôn trần thì nghiêng là an trú tâm. Làm chắc an trú tâm chắc ăn. Còn an trú tâm hơi cái dạng như cục thì đó là an trú tâm không nhiệt tâm, không làm hết sức mà. Trong phương pháp làm không hết sức. Còn tại sao trong thời Đức Phật này, thời nay người ta lười biếng? Lúc đầu thì siêng năng, tu lúc cái lười biếng. Thầy biết cái lười biếng là cái đó, mà lười biếng do tâm si mà. Đó, con thấy đâu có khó gì đâu. Mà vào tới nghiệp thứ thì rất dễ. Đâu có gì, bởi vì con an trú rồi. Thân không đau, không nhức, không tê, không này kia. Thì thời gian kéo dài ra đâu phải khó. Bữa nay, ví dụ như chẳng hạn, bữa nay con vào 30 phút an trú được rồi. Bắt đầu thì cho vào tứ niệm xứ, tứ niệm xứ mới cho tăng. Cho nên con chỉ cần tăng ý, tăng bất động, tăng cả là tiếp tục ngồi lại an trú thân hành, tôi biết tôi chưa, an trú thân hành tôi biết tôi đã, rồi bắt đầu thở. Thì cái tâm nó bám vào, bây giờ mình nhiếp tâm được rồi, mình an trú được rồi, mình nhắc vậy là nó an trú vô liền. Nó an trú vô liền thì kéo dài 30 phút, từ đó mình vô tứ niệm xứ là tăng lên liền, 1 giờ đồng hồ liền tức khắc đạt được chất lượng liền, bởi vì nó rất tỉnh. Trong 30 phút rất tỉnh, không ngon trầm thì con kéo dài 1 giờ, nó nhanh như chót. 1 giờ đồng hồ con thấy như 1 phút đi qua, mà an trú đến độ mà quên cái thời gian. Còn các con còn bị thời gian chi phối. Vì vậy mà trong cái thời gian ngắn nhất, con sẽ ở trong trạng thái bất động thanh thản của tứ niệm xứ, phải đúng cái cách của nó, kéo dài 6 tiếng đồng hồ thầy mới dạy liền tứ thần túc. Còn con chưa đạt được cái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự 6 tiếng đồng hồ mà dạy tứ thần túc, thì con chỉ tập luyện nó thành ra những thần thông tưởng, nó tạo cho thành trở thành ma chứ, nó nguy hiểm cho bản thân con. Cho nên con bao giờ mà thầy dạy con, mấy con thì cứ nói cái pháp tứ thần túc. Cho nên cái tập mà thiền viện 1, tập thiền viện 2 thầy có biết không? Người chiến thắng 1 thầy nói, chứ người chiến thắng 2 thầy thẳng nói cái kinh nghiệm mà tu tứ thần túc thầy kia nói. Nói mấy con đem ra, mấy con nói, mấy con làm, mấy con chứng, mấy con gạt ra. Chứ sự thật mấy con chưa làm được. Bởi vì tâm bất động mấy con có được chưa, viết được chưa nghiêm túc. Thì viết rất rõ, cả bao nhiêu chúng gì đây, viết tâm tu chứ. Nhưng mà viết được con thấy có gì rõ. Từ hôm đó tới nay thầy đưa con ra, con thấy là lập thương con như thế nào. Ở trong chắc thì con giữ được. Họ không tìm này, con không đi nói chuyện họ, họ cũng tìm cách nói chuyện. Mà cái hạnh lập cư là cái hạnh phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Mà không trọn thì làm sao quả mình tu tiến được. Cho nên hầu hết là cái hạnh lập cư không trọn vẹn thì bị phóng dật rồi. Cho nên Đức Phật nó ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mà mình cứ tiếp kia là sao không phóng dật. Còn thầy khép con đi đây không được. Bây giờ con muốn phóng dật cũng không được, con muốn tiếp nhiên cũng không được mà. Cho nên cứ phải siêng năng thật, làm cho con sống một mình để siêng năng còn một pháp duy nhất, nhiếp tâm an trụ. Thì nhiếp tâm phải cho đạt được rồi mới an trú, chứ không thể nhiếp tâm chưa được mà lo an trú thì coi như không chơi. Bởi vì con đi vào cái pháp thứ hai, mà cái pháp thứ hai an trú chưa được mà vào tứ niệm xứ thì làm sao tu được. Mà tứ niệm xứ chưa đạt được mà lo tu tứ thần túc thì làm sao đạt được. Căn bản của nó là, mà thầy nói gì con tự xét con thấy con ở mức độ nào được gì, con ở tu mức nào. Kính thưa thầy, qua cái lời chỉ dạy của thầy con có nghe rất rõ. Để xét lại bản thân của con, tìm thầy thì nhất cách đây một tuần, hơn một tuần thì về cái an trụ tâm, hào phục tâm, nhiệt phục tâm và an trụ tâm. Trước đó, con rất lấy lòng. Sau khi con xem qua dự luật và sự tu học của con thì con sẽ siết chặt về dự luật.
về giới luật xong rồi con sẽ an trụ tâm. Hiện giờ an trụ tâm của con rất tốt, 30 phút con không có gì. À, là nhiếp phục tâm của con đầu tiên là phải nhiếp phục, tức là phải vẽ cho nó nghe rồi đã. Sau khi mà vẽ hẳn ngồi hẳn ngồi, qua cái cách thức hai việc làm này, con thấy cái an trụ tâm hiện giờ của con cũng rất chính xác. Mà hiện giờ con vấn đề cái tâm mà phóng dật á thì không còn, mà không còn thì con thấy là cái thân của con, cái tâm của con nó thanh tịnh, cho nên tâm nó cũng phóng dật, là được thanh tịnh là giờ giữ luật và an trụ tâm vững. Cho nên vì đó con thấy con rất phấn khởi, là đã cũng đánh giặc hôm tầm cũng chứ không chuyển thẳng, cho nên là cũng là có sự kết quả rất nhiều. Hôm nay hôm tầm của con không còn nữa, vấn đề trong sự tu học cả thời không có hôm tầm tới, mà ngoài thời chưa có cho ngủ nó cũng ngủ, đến lúc ngủ thì con sẽ đã thấy giờ giờ nghỉ ngơi ngủ. Như vậy thì con thấy con rất là thấy nó cái này, nhưng mà cái sự này cũng biết như thế nào. Mình xin trình bày thì thầy như vậy, nên vì đó mà con thấy qua cái sự mà nhiếp phục tâm và an trụ tâm hôm nay là con đã hôm tầm không còn nữa. Mà khi hôm tầm không còn thì con còn sẽ sự mà cái tư huệ á, nó phải sợ mở ra nhiều cái để cho con thấy rõ được cái chuyện làm để mà sửa sai sửa đúng lại. Thì cái đó kính thưa với thầy, có thể mình có phát triển được không, hay là mình trong lúc này mình không có phát triển cái tư huệ? Không, không nên phát triển trong cái giai đoạn này là trong cái giai đoạn bất đồng tâm. Yeah. Không được phát triển cái tư tuệ của mình, nó sẽ làm đậm. Yeah. Đậm mất cái trạng thái bất đồng của cái gì mà Đức Phật dạy, giới luật và giáo pháp của ta. Mà giáo pháp, giới luật là giới luật, chúng ta biết là giáo pháp là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là tâm bất đồng. Mà nếu mình để cái tư tuệ mình phát triển trong đó, không phải lúc nó sai pháp. Yeah. Cho nên mình hãy phát triển tư tuệ là nó bị đậm, nó hiểu, nó theo cái tưởng giải của nó hiểu ra. Chứ bây giờ mình chưa phải ở trong định, làm sao có tệ thật. Yeah. Cho nên cái tư tuệ đó là cái tưởng. Yeah. Cái tưởng tệ, cái tưởng giả. Cho nên con dừng lại, không có cho nó suy nghĩ gì. Thế không khéo con xả ra thì bắt đầu nó nghĩ ngợi cái này kia, nó nghĩ pháp này. Điều đó là một cái dẫn dắt con đi vào cái mê hồn tầng của Đại Thừa. Con sẽ nạp vào cái đó. Các tổ cũng bị cái đó mà viết kinh sách ra, mà cuối cùng không làm chủ được gì. Thầy biết rất rõ, mà đưa dắt số kinh sách đó, đưa dắt người ta đạt được tư tuệ đó, nó rất là nguy hiểm. Hồi đầu thì nó không có cái tư tuệ, tu một thời gian sau nhiếp tâm và an trú được. Bắt đầu không có người hướng dẫn đi cái dạng tứ niệm xứ, cho nên nó phát triển cái tư tuệ, tức là phát triển cái tưởng tuệ. Cho nên mới bắt đầu mới nhiếp kinh sách, nó danh rồi. Thay vì mình phải ly dục ly ác pháp, dục là dục danh nó ly. Còn cái này á, chưa có tới cái chỗ mà nó quét hết trong tứ niệm xứ, nó quét hết cái dục, nó còn cái vi thế. Cho nên bắt đầu nó đi qua cái góc độ của tưởng tuệ, tư tuệ nó phát triển ra, nó phát triển ra cái nó sống ở trong cái việc đó. Cho nên các ngài viết kinh sách, cho nên hầu hết là những cái cập pháp nó sai do cái tu sai, chứ không phải các ngài muốn gì, các tổ không muốn gì, khó lắm. Cho nên bây giờ con dừng ở đó đi, chỉ có xét lại nhiếp tâm không vọng tưởng, an trú tâm không hôn trầm, thì ngay đó trên tứ niệm xứ tăng lên một giờ cho thầy. Ở vậy thôi. Nếu mà nó không vọng tưởng, không ôn trầm, thì ở trạng thái bất động chỉ duy nhất biết hơi thở, cảm giác toàn thân. Còn biết ở chỗ đâu? Cảm giác toàn thân tôi biết tôi mới vô. Cảm giác toàn thân tôi biết, đó là cái trạng thái, cái pháp tu tứ niệm xứ. Đó là giai đoạn bộ mà đó, thì bắt đầu bây giờ nó mới ở trên tứ niệm xứ. Lúc bây giờ nó chỉ duy nhất biết cái đó thôi, chứ không có tác ý gì nữa hết. Cái đó, để, cái đó là để ý làm việc thôi thầy. À, bây giờ cứ bình nhiêu, cứ biết nhiều đó, cứ biết hơi thở ra vô như vậy thôi, là một cái trạng thái an là bất động. Thưa thầy, qua cái sự mà tác ý của cái hơi thở thì giả thử như mình hít vô, đầu tiên thì mình phải nói tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi hít vô, đó là để nhiếp phục tâm. Ừ. Rồi còn mà qua an trụ tâm là mình phải tác ý qua là an tịnh thân hành.
đó, thì hai cái đó là cái câu tại bị. Nếu còn khi mà đi vào mà bất động tâm thì mình ngồi như vậy thì mình có theo hơi thở không và có tác ý hơi thở không? Xin thầy chỉ bây giờ con lắng nghe cho kỹ. Dạ. Vào tứ niệm xứ thì không tác ý hơi thở mà chỉ duy nhất có tác ý câu như thế này: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng thì thấy hơi thở ra, cảm giác toàn thân như trong cái đề mục của hơi thở đã dạy. Cái đề mục hơi thở nó dạy là cái trạng thái chúng ta vào tứ niệm xứ trong câu tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chứ không phải tác ý đề mục, đề mục hơi thở. Con hiểu chưa? Rồi từ đó không tác ý nữa, cứ ngồi cho đến một giờ đồng hồ, sau đó tả ra tới một tiếng đồng hồ mà nó có cái quyết định. Con nói một tiếng đồng hồ là xả ra, tới chừng một tiếng đồng hồ con thấy cảm thấy nhanh lắm, nhưng mà tới đó cái nó xả ra, nó nói hết giờ là con dòm lại, con đúng một giờ đồng hồ. Cái tứ niệm xứ nó có cái cảm nhận rất là thời khắc của nó rất là hay. Nếu mà thật sự tâm bất động, thanh thản, an trú rồi thì nó có cái lực ghê gớm, nó biết giờ khác hết. Con muốn nó một giờ là một giờ, hai giờ là hai giờ, cái nó có thử. Kính thưa thầy, thì qua trong cái tứ niệm xứ thầy có dạy là trên thân quản thân để khắc phục tham ô. Khi bước vào đó thì mình chỉ ra lệnh cho nó một lần thôi, là để lại ngồi yên lặng để mà coi những cái chữ ngài nào thì mình lấy câu tạp ý, hay là mình phải để lui, coi lấy câu tạp ý để lui không? Không, hoàn toàn trên tứ niệm xứ không có câu tạp ý để lui, không có lấy tạp ý chữ ngài nào. Nữa là coi như đó là để yên lặng, biết được là nó lui thôi. Nó chỉ im lặng là nó tự nó khắc phục tham mưu ở trong cái vi tế của tâm nó thôi, chứ nó không có khởi niệm ra cái gì hết, nó không có đậm. Đúng sao? Là tứ niệm xứ, còn nó đậm là tứ chánh cần. Nó khởi một cái niệm ra mà con tác ý con xả, đó là con đang tu tứ chánh cần chứ không phải là tứ niệm. Bởi vì tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện, nó còn đậm, nó còn niệm này niệm kia, cho nên buộc lòng mình phải tác ý mình xả. Còn tứ niệm xứ là không tác ý, chỉ có trạng thái bất động của chân lý của nó, tâm bất động, thanh tạng, ăn lạc vô sự, là nó tự quét tham ưu, nó quét tham sân si hết, cho nên nó tự khắc phục tham ưu, trên thân quán thân tự khắc phục tham ưu, tự nó chứ không phải là mình quán. Kinh tứ niệm xứ thiệt là tự quên. Kính thưa thầy, không biết con còn có hiểu lầm không? Xin trình bày với thầy qua cái sự mà ở trên cái tử lục sứ, khi mà quản trên bộ trồ thì xin chứ cách thầy có nói khi quản xong mà có là chữ ngài thì mình cứ để yên lặng để cho ý thức làm việc, để nó đẩy lùi, không đẩy lùi là do ý thức làm việc. Thì con nghĩ rằng sau qua cái đợt này mà mình còn ý thức nữa thì sao được? Không đại, cái đó là nói về tứ niệm xứ rồi. Tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ trên, họ tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Yeah. À, tức là nó có niệm thì ở trên tứ niệm xứ để tự nhiên nó quán nó xả. Tại vì mình tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Yeah. Đó là một giai đoạn. Giai đoạn rồi. Nối tiếp của người tu tứ chánh cần để qua cái giai đoạn tứ niệm xứ. Còn con tu cái chỗ nhiếp tâm và an trú để đi vào tứ niệm xứ, nó là không có mất nối nữa. Nó mất nối quán. Cho nên đừng làm lạc, đừng có làm lạc hai pháp. Người ta tu tứ chánh cần, bắt đầu tâm ngăn ác diệt ác, cho đến khi tâm người ta không còn niệm nữa, bởi vì nó không khởi niệm nữa, thì người ta vào tứ niệm xứ, người ta tăng thời gian lên. Nghĩa là người ta tu có 30 phút ở trong tứ chánh cần thôi, nhưng lúc nào hãy con niệm là người ta ngăn diệt. Cũng như con vừa tu nhiếp tâm và an trú 30 phút thôi, mà khi không còn niệm, không còn hôn thầm, thì con mới vào tứ niệm xứ. Còn cái kia người ta tu tứ chánh cần cũng vậy, 30 phút thôi, mà nó không còn niệm, không còn hôn thầm nữa, thì người ta cũng sẽ vào tứ niệm xứ như con. Nó phải đi lỡ cái pháp tứ niệm xứ nó mới là chính đạo, con hiểu chưa? Mà tứ niệm xứ mà còn niệm còn hôn trần thì thôi, lui trở lại chứ không được ở trong đó. Ở trong đó là quậy phá tứ niệm xứ hết. Kính thưa thầy, vừa là con nghe lầm. Qua cái tên tự thành cần khi đó mình mới xài cái ý, xài cái ý thôi cũng được. Còn qua mà cái tứ niệm xứ thì không còn thay đổi nữa. Để tâm thanh thản an lạc của vô sự, luôn để tâm bất động cho các pháp và các cảm thọ. Cho nên cái thọ lạc gì cũng bất động, mà các pháp gì cũng bất động, để trở lại tâm bất động. Thì cái này
Con xin vâng lời thầy. Thầy đã tận tình giúp đỡ cho con trong thời gian con cũng đang còn đi theo đạo lạc mê mẩn. Thầy cũng chỉ là con cũng lạc đường rồi. Nhất á là trong thời gian này á là cái tử tư tư huệ á nó phát sinh rất nhiều. Đúng rồi, thầy biết làm cho con thì cũng là nhiều khi con nói trong lúc này mình lúc mình tu là coi chứ bất động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ, hay là trước các pháp và cảm thọ, mà sao ở đây mà cứ đưa ra như vậy thì làm sao bất động tâm được. Con cứ suy nghĩ như vậy, con cứ suy nghĩ như vậy, mà hôm nay thầy nói như vậy là không được, dừng lại. Thì con quyết định là nó khởi lên là con dừng để trở lại tâm thanh thản an lạc vô sự. Nếu còn sự là còn sanh, mà không còn sự là không sanh. Con nghĩ vậy. Còn sự là còn sanh, mà không sự là không sanh. Cho nên còn sự việc gì đó là tấm còn sanh. Con hiểu không? Rồi, con nhớ y như lần này nhỉ. Nó có cấp bậc rất rõ ràng, nó có phương pháp thấp cao nó rõ ràng. Đạt cái pháp thấp nó mới lên được cái pháp cao kế đó. Đạt cái pháp cao kế đó được chất lượng thôi thì lên pháp cao. Cho đến khi liền tới từng bước. Kính thưa thầy, xin cho con xin hỏi là một điều nữa. Vì giờ thầy cho con tăng có ngồi 3 phút hay là 1 giờ. Con thấy hiện giờ con ngồi rất là an lạc. Biết thầy là nó có đau nhức mỏi mà cũng ổn tâm. Như vậy thì cái sự mà an trụ tâm nó cũng hơi vững vàng rồi. Con xin thầy trình bày với thầy như vậy. Vì con theo dõi cái sự không tâm của con và sự có sự là tốt đẹp của con và có sự tinh tấn của con thấy cái hôm trầm con đã là làm chủ được nó thì con rất là mừng. Trong thời gian mà cái giai đoạn mà nhiếp phục tâm và an trụ tâm mà nếu mà không được á, thì không bao giờ được gì hết. Đúng vậy. Cho nên vì đó cái lớp này là lớp quan trọng nhất mà con đã nên con phải chơi với, cho nên con xin thụ lại để lùi lại để mình cổ thụ lại và làm sao để nhiếp phục tâm và an trụ tâm cho được. Khi rồi mình mà chuyển lên cái mà chuyển thật chuyển thẳng được giặc cho nó. Còn ngoài ra mà nếu mà cái này mà không được á thì coi như không bao giờ lên. Con còn nghĩ vậy. Con nhớ từ cái ngày hôm nay theo thầy lần thì con phải kiểm tra lại nhiếp tâm và an trú, không niệm khởi và không hôn cầm thiền miên, trong đó có tư niệm tư tuệ đó mà phóng khởi diệt ngay liền bằng câu pháp ý, không cho tư tuệ, không chấp nhận mày lý luận pháp pháp gì câu gì, không cần ở đây không cần hiểu, chỉ biết cái pháp tu này mà thôi. Thầy đã dạy ta tu như vậy là ta làm như vậy, tâm bất động thanh thản bảo vệ chân lý, không buông chân lý ra, mày nhào vô để cho rằng ta buông cái chân lý này ra là tao đi tái sinh luân hồi đó. Con sẽ xác định với cái tư tuệ của con nó là ma quái lắm chứ không phải tăng đâu. Cho nên xá cho sạch trong một tuần rồi mới sang qua tứ điệp xứ tăng lên một giờ, rồi chừng đó sẽ báo cáo tăng được hay không thì báo cáo được. Có vậy thôi. Hãy tăng được một giờ thấy nó an trú thì phải tăng một tháng cho thầy, chứ không phải là tăng thấy được giờ rồi tăng lên giờ rưỡi hai giờ không được. Phải tập cho nhuần nhuyễn thiết nhuần nhuyễn mới tăng lên, chứ không hỏng chân à. Nó hỏng chân nó phá tứ điệp xứ. Cái nghiệp lực của con người nó dữ lắm. Nó biết mình tu tứ niệm xứ là con đường coi như là giết cái giặc sinh tử luân hồi, giết cái giặc nhân quả, làm chủ nhân quả đó. Cho nên nó sợ lắm, khi mà vào tứ niệm xứ rồi thì ác ma nó sẽ đánh. Thầy nói nó đánh dữ lắm. Cho nên Đức Phật mà tu mà gặp ác ma là ở trong tứ niệm xứ mà ma nó hiện ra nó phá đó. Nó phá cho không còn thanh tịnh. Nó hiện ra phụ nữ, nó hiện ra ma dương, nó hiện ra rắn, cột, beo, đủ loại, nó làm cho mình khiếp sợ. Thì thầy nói trước để được cái này nó sẽ có tới chứ không phải không. Nhưng mà điều kiện hoàn toàn đều là tướng. Không sợ, có cọp thật không sợ nữa, chết bỏ. Một người tu theo Phật ôm chặt dưới luật, thà chết giữ gìn dưới luật chứ không sợ một cái đối tượng này. Còn nhớ nghe lời thầy cho kỹ thì mới đi tới mà nhanh chóng. Con thấy cái này con thấy là nếu án tủ mà nó vững chắc như thành đồng vách sắt rồi thì còn gì nữa. Thầy không sợ gì nữa. Thầy nó sợ gì nữa, con là thầy án tủ rồi, nó có sợ. Như là tâm bất động rồi thì có gì nữa mà động, dù cho có đò tới trẻ mình cũng không động nữa. Bây giờ thầy nói súng đạn bom nổ vẫn ngồi bất động. Ngồi bất động không có sợ. Thì con thấy nó trở về thánh tình rồi thì ác pháp đâu có đây đến với mình được. Tác động.
nhớ kỹ con sẽ làm được, con tập cho nó thuần rồi mới tăng, thuần rồi tăng, thuần rồi tăng, đạt được rồi rồi tập cho thuần, cho nhu nhiếu, Đức Phật nó nhu nhiếu, nhu nhiếu rồi thì tăng, nhu nhiếu rồi tăng, cho đến đúng cái thời gian thì chừng đó thầy đến thì dạy tứ thành tựu. Chứ mà chưa có đạt được cái chất lượng mà dạy tứ thành tựu thầy không dạy, bởi vì dạy nó mất công, nó không đạt được mà nó không tai hại cho con. Chính thưa thầy thì chưa thầy đã chỉ dạy cho con để đi cho nó thuần thục và cho nó thẳng đường. Con xin nghe lời thầy, thì giờ tập tới là một tuần là con sẽ diệt phục tâm và an trụ tâm cho bằng chắc, an chắc. Thì trong nửa tiếng là không có một cái niệm thời đọc phỏng vật cái gì hết, ngồi yên như tâm bất động hay là chư tâm cục đất, vô luôn mình có dắt cái tâm bất động và tâm cục đất không thầy? Có nhắc cũng được, lúc bây giờ nhắc cũng được, nhưng mà sau giờ tứ niệm xứ không được nhắc. Vô tự niệm xứ không nhắc, không nhắc nhưng rồi. Mà khi mình ngồi tự, ngồi ngồi nhiếp tâm an trú tâm thì an mình còn dắt nhắc. Nếu còn qua bên tự niệm xứ là coi như mình bật hết cả cái niệm, bỏ hết tất cả các pháp tác ý, chỉ còn lấy được câu đầu tiên tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi cứ để tự nhiên bắt đầu tâm nó biết hơi thở ra, nó cảm giác còn tự nó không cần nhắc nữa. Cái nhiệm vụ trọng trách nó phải làm, hãy mình vào tứ niệm xứ nhắc bất động tâm thanh thản, rồi nó biết cái nhiệm vụ của nó là rồi nó làm được, tự nó khắc phục tham ưu, cho nên nó không bao giờ có niệm, nó là con đường thì sắp tới. Kính thưa thầy, để con xin hỏi lại cho nó đòi đàng về nhiếp phục tâm và án trụ tâm. Thì nhiếp phục tâm thì con cũng nghĩ rằng cũng như tâu quan mà lúc xưa giờ mà mình lò vào thì mình phải giữ nó cho nó kỹ, đúng vậy. Đó là điều thứ nhất, giữ cho kỹ, đừng có cho nó ăn phát ăn lụ ăn màng người ta, đừng có phá vời. Đó là nhiếp phục cái tâm lại, nhiếp phục cái tâm. Thứ hai nữa là an trụ tâm là phải vẽ nó ngồi đó cũng được, chạy chạy chỗ nào chỗ kia, vẽ mày đi múc nước cái đi rửa chén đòi hay là đi quét dọn cũng bảo như đâu nó làm đó, luyện tập cái con khỉ vậy. Đó là cái nó rửa thì mình trước khi mình ngồi thì mình phải an trụ cho nó vững vàng. Nếu mà xẹp ra một cái vòng tưởng hay là vòng đồng hay là phỏng vật tức là mình chưa được an trụ, mình là chưa luyện tập được cái câu này. À, con này nó chưa nghe lời, chưa nghe lời. Chứ vậy hôm nay mình muốn luyện tập cái này thì mình phải là đừng cho các cái dòng tưởng, các cái niệm tưởng nó xẹp vô. Mình cứ ngồi yên vậy, đến khi có thì có vòng tưởng hay là có niệm tưởng khởi lên thì mình sẽ theo dõi cái đó, phải không thầy? Không, cũng theo lui lại, lui lại. Chứ nó không phải như tứ chánh cần mà có niệm tưởng rồi tác ý ra cả, không phải. Bây giờ ví dụ như con ngồi 10 phút không có, lên 15 phút có, lui lại 10 phút tu chứ không được tăng lên 15. Rồi là lui lại ha. Lui lại, lui lại để cái tâm nó ở vô nó bất động đó, nó an trú đó, con hiểu không? Còn nó lên nữa thì cái sức của mình nó không có giữ được, tức là sức định tĩnh nó thiếu rồi, cho nên nó chạy lanh quanh, nó khởi niệm hoặc là không cần nó sẽ đánh vô à. Chứ phải rõ cái chỗ này. Cho nên vì vậy lui lại, thay vì 15 phút thì mình lui lại, thay vì 30 phút mà có 1, 2, 3 niệm, lui lại, chừng nào không có niệm thì mới gọi là an trú, chỗ không có niệm, không có niệm. An trú chỉ tắt ý một lần chứ đâu có dẫn như cầm chỉ với già mà dắt đó, con hiểu không? Yeah. Cho nên lui lại tập cho thuần thục rồi mà tăng lên. Mà tăng lên đâu thì chắc ăn đó, thì do đó mình dẫn, coi như mình điều khiển được cái tâm của mình. Kính thưa thầy, cho xin con xin hỏi để nó thành thục, để mà làm cho nó. Kính thưa thầy, thì trước khi vào mà nhiếp phục tâm thì mình phải hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, cũng giữ cái câu tạc ý để cái tâm mình nó phải gom vào đó. Câu thứ hai là thanh an tình thân hành tôi biết tôi hít vô, an tình thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì mình ngồi như vậy, mình hít vô thở ra năm hơi rồi để ý nguyên, hay là mình cứ tiếp tục tác ý? À, không, mình không tác ý, khi đầu không còn tác ý nữa. Ý một lần, một lần một là một lần. Rồi bây giờ hít ra thở vô năm hơi thở mà không có thì tiếp tục hít ra thở vô 10 hơi thở, không có 20 hơi thở mà hãy có thì lấy 5 hơi thở đó mà an trú, chứ không được tăng.
ăn trú tập trung nhường nhuyễn trong năm hơi thở. Cái này con thấy nó rõ dễ, mà con nhiều khi con nhiệt tâm mà đến khi là cũng 40-50 mà con muốn thấy thì còn tưởng. Mà sau là con là hít vô, biết vô hơi cho, thở ra, biết thở ra. Bây giờ hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, đến khi 20-30 mà không có cái gì còn niệm, mà nó hít thở chừng nào nó thấy nó khỏe chừng đó. Mà không tắt ý. Mà con không tắt ý, để tự nó hít thở, biết hít thở thôi. Chứ nó không tắt ý, hít thở, thở. Thưa là mình kể, mình để cái quầy, mình theo dõi. Cứ mình chỉ biết nó hít thở, cho nên nó mới an. Còn con tắc ý, hít thở, thở, nó không an. Nó không an trụ. Như vậy con có, con xin thầy gọi điện. Khi con mà hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, thì cái tiện hít của con nó cứ dứt cái thôi, nó hít thở, thì con sẽ theo dõi cái hít thở, hít thở. Theo dõi cái đó. Theo dõi đó, để mình... yên lặng vào theo dõi đó. Đó, yên lặng vào theo dõi đó. Cho nên vì đó có một lần mà con để đặt vào một cái hít thở thì cái thôi nó thôi qua thôi về, thôi qua thôi về. Thì cái thôi đó nó thôi đứng theo cái hơi thở bình thường của con vậy. Như vậy thì mình không có gì mà tạp ý nữa thì không có để như vậy. Không có tạp ý để. Nhưng mà đến khi mà có một cái điều gì mà cái ý niệm nó nổi lên thì nó sẽ quên cái đó. Xả ra, ngay liền xả ra, chứ không có tăng ngồi đó quá mà xả rồi tiếp tục nữa không được. Cái đó là mình nhiếp tâm ở trong cái tứ chánh căn. Còn cái nhiếp tâm mà ở trong cái hơi thở thì mỗi hơi thở đều tác ý. Nó khác, còn đây còn tứ chánh căn á thì nó biết hết vô thở ra vậy đó. Có niệm thì nó mới đem cái niệm đó, nó mổ xẻ, nó quán, nó tư duy, nó đã cái niệm đó, rồi tiếp tục tu tới. Nó tu tới cho hết 30 phút nó mới xả nghỉ. Còn cái này không, cái này an trú nó không, an trú không. Khi mà nó có niệm thì xả liền tức khắc, lui ra lại thấy cái khả năng của mình. Nó chỉ ở cái mức độ này thì tu an trú trong mức độ này, cho thuần thục rồi mà nó có khác. Cách thức pháp nó có khác nhau hết. Cho nên con tu pháp nào người ta biết pháp đấy. Tập thì sao người ta biết pháp đó. Bây giờ ở chứng cần này, bây giờ ở ăn trú này, bây giờ ở nhiếp tâm này. Nó rõ ràng như bàn tay mà. Đâu có pháp nào lộn pháp nào được. Đạo Phật mà 37 không trợ đạo làm sao lộn. Lộn như vậy rồi làm sao mà tôi chưa tiến tới được. Con thấy chưa? 37 không trợ đạo nó từ thấp có lên cao. Cái này thầy là nó là nếu không có thầy thì không là mày làm nên tỉnh. Bởi vì nếu mà thầy không dạy ra thì người ta không biết được tu lộn xộn. Còn thiệt con thì cũng mò, bản sức mò, mà nếu mò mà đem được tí kiện của con hay là cái mà tí vô tí nó từ thầy nó mò không ra. Con nghĩ được vậy, tập lớp hết à. Pháp hành nó dễ thân, con thấy như vậy. Thì vì cái lớp này đem qua lớp kia đem lớp nọ đi trồng qua trồng về nó tập qua chéo đứng lại. Cho nên chửi thầy dạy như vậy thì thấy lớp nào đó lớp khó. Nó mới thuần không? Chứ mình chéo qua chéo lại nó không thuần mà nó dậm chân tại chỗ. Tu hoài nó không tới, nó không vô. Nên con thấy vì nghiệp phục tâm giờ chửi thầy dạy sao người thầy cấp độ thầy cũng dạy cho nó mà giờ thầy dạy như vậy bởi không mấy lâu nay con cử là tác ý hoài. Con qua ăn tú con cũng tác ý hoài nữa thì nó thật. Đó bởi vậy cho con thấy như hai cái này nhưng hiện giờ thầy nói tác ý một lần thôi thì theo dõi ăn. Nếu có niềm thì tên mà quên đi và đó là mình phải thuộc lưu lại đưa lên lại. Nếu lên lại được 1, 2, 3 cứ tăng lên mà không lên đó thì nó bị niềm bị động thì mình thuộc lưu lại thuộc lại chứ không phải mình bỏ đâu mà tỉnh tay đó. Mà hôm nay con thấy con bỏ đó con tự tử này, con bỏ đó con tử này, cho nên bị tật là cái này. Như vậy mà bởi mà qua cái tâm bất động thì nhiều khi nó động rồi mình cũng bỏ cái động nữa, mình tự lưu lại mà để mà tự lưu lại để làm cho nó cái căn bản. Yeah. Mất căn bản mà rồi thì mình cứ tiếp tục nó thì mình cứ làm cho nó đúng giờ rồi mình nghỉ rồi nó thật lắm đấy, thì nó cho hết giờ rồi nghỉ. Thầy biết vậy thì con thầy như vậy cái thì giờ đâu có quan trọng, ngồi lâu hết cũng lâu quan trọng, mà quan làm sao mà từng đợt mình biết á, nhiếp phục thì phải cho nó đừng có như vậy, mà án tủ thì phải án tủ như vậy, mà là coi như tấm bất động thì bất động như vậy, vậy mới được. Nó còn mình cứ ngồi cho đúng dạ thử nửa tiếng thì cứ nè nó dòng lên thì mình cứ xả bỏ rồi bỏ rồi cứ tiếp nữa
cái gì nó đắp đặt thật lớn tôi vừa nhầm chân tại chỗ thôi bây giờ con nghe rồi hiểu rồi phải không bắt đầu tập lại kỹ cho bởi vì có thầy thầy không có sợ mấy con tu sai với tu sai thì được ở trong đó quý thầy tu thầy cho 5 phút 3 phút chứ đừng có nói 30 phút chừng mà thầy kiểm tra là chết đó nè. Kính thưa thầy thì thiệt là đúng là không có thầy mày làm nên vì đó mà nương thầy thầy đọc đường thầy đã đi qua rồi thì khúc nào thầy cũng biết cho nên vì đó sai một ly đi dặn thầy biết hết vì đó hôm nay con xin cầu nguyện thầy thầy thương con biết cho con cho đến nơi đến cùng rồi con cũng nghe lời thầy để mà khắc phục để mà tính tấn siêng năng tu học và tu luyện không có lời biếng con xin hứa về thầy xin hứa về thầy như vậy nên vì đó mà hôm nay con sẽ nghe lời thầy để trong một tuần này con sẽ theo dõi từ cái tu học của con mà thầy dạy của con như vậy để coi từ an trụ tâm mà việc phục tâm an trụ tâm như thế nào rồi xem con xin trình bày về thầy đúng rồi sau này để cho nó có kết quả cho cái lớp này là lớp quan trọng nhất để vô vào là tự niệm xứ cái này mà lới qua để vào tự niệm xứ là không được gì không được gì cho nên con thấy cái này là cái quan trọng mà con thì cũng có cái lòng tham khai nữa này. Cho nên con có thưa thầy trong những cái lời thứ của con nói về con thầy thì con thấy con có một cái tham và tâm hồn con còn phòng phỏng dập như vậy thì con cũng xin thành tâm để xin trả mọi thầy vì cái sự vô minh đang còn thấp thỏi những điều tu học của con đang còn kém lắm cho nên thì thầy phải thương con để dắt cho con lần phải la đầy đặc bệnh phải nói cho con biết cái pháp đó để con làm do lòng từ bi của thầy quá tại vì thầy cũng chiều con quá thì làm sao để con biết đường biết đường nào cũng đi xin thầy thương con thôi ráng tu tập đi rồi lần lượt nó nhuần nhuyễn rồi thì thầy sẽ có cho tăng dần lên thầy biết rồi tuy rằng thầy ở xa mấy con chứ thầy biết mấy con tu nó gì được cái gì thầy biết khi mà thi được cái thơ con thầy quan à để vài bữa mới ra thăm nó mới được cho con khéo thì nó lạc đường không thầy ta là lạc con lạc đường là cái tư huệ này nó ra tư huệ quá đi tư huệ nó cũng làm đồng nào nữa không nó làm mất cái tâm bất động của con mà con cứ xét nó hôm nay mình tu bất động mà sao là cái này nó ra động quá gì mà sao nghe nói thầy nói là tăng trưởng thiền pháp thầy đây cũng thiền pháp mà như vậy thôi con làm ở bên cái tướng chính cần người ta thầy cứ nghe nói là khi vô niệm không phải là vô là niệm thiền niệm ác cái mật bậc hết mà khi niệm thiền mà mình tăng lên không được là con làm mình tự tướng chính cần bởi vì cái pháp tứ chứ con khéo mình nhiếp tâm an trú bên này để vào tới một xứ thì mình lại làm tứ chính cần còn cái người tu chính cần thì lại nhiếp tâm an trú theo kiểu mà ức chế thì lại là mất tứ chính cần nó lại lộn được những thứ thầy nữa là từ chánh tử chánh cần mà bữa qua tử niệm tử thì cái khúc nào là bữa qua tử niệm tử đây cái khúc mà bước qua tử niệm tử là tại vì người ta quán người ta xả hết cái niệm rồi nó bất động ở trong cái trạng thái bất động tâm thanh thản rồi 30 phút rồi 30 phút mà giờ nó không còn niệm không cần mà đâu có cần cái niệm nó rải ra nữa người ta đâu cần quán xét để mà xả nữa thì đó bắt đầu người ta qua tứ niệm xứ con hiểu không còn con bên đây nhiếp tâm và an trú mà an trú nó cũng không ngôn cầm thì nghiêng được thì 30 phút con cũng vào tứ niệm xứ được rồi cái kia 30 phút cái này 30 phút mà được rồi kính thưa thầy là có gì cái tự tỉnh cần mà nó định đến cái khúc mà an trụ định khúc an trụ và định khúc mà tấm bất động là có như định độ mà đã thuần thục thì mình bước qua tự niệm xứ tức là nó không có niệm khởi không có còn quán nữa tức là nó hết động rồi thì tứ niệm xứ nó hết động quán xả ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện mà cái thiện toàn thiện nó là tâm bất động thanh thản là toàn thiện còn một niệm thiện mà mình nghĩ là cái này thiện cái này làm tốt thì cái này nó chưa phải là chưa phải là tâm bất động mà cho nên phải xả cho đến khi mà toàn thiện thì mới vào được tứ niệm xứ còn đến giờ con đường nó tu nó rõ ràng không có lộn xộn được nó làm lộn rồi nó đậm nhau hết bởi trong cái câu mà tâm bất động trước các ác pháp các
Pháp và cả Cảm Thọ. Có nghĩ rằng ở đây thầy dạy cấp này là cấp coi như là thiện mình cũng bất động mà ác mình cũng cũng không động, là coi như bên này là coi như hỷ lạc hay là đau khổ thì mình cũng chẳng bất động. Bất động. Như vậy thì tâm mình đã bất động. Ừ. Nhưng mà tâm bất động á thì tu ở bên con á, cái pháp này nhiếp tâm thì an trú, thì vì nó an trú cho nên nó bất động, cho nên nó không có niệm thiện ác nữa. Còn cái kia tu tuyết nhất cần nó còn niệm thiện niệm ác, nhưng mà cái niệm thiện niệm ác người ta khi mà cái niệm ác á thì người ta ngăn diệt cái niệm thiện, người ta nói à, biết rồi, cũng như là đây là cái tư niệm, cái tư tuệ nó hiện ra, họ à, phải tu vậy vậy là đúng pháp, à, thầy nói vậy bây giờ mình mới hiểu, à, do đó là cái tư tuệ rồi nó phát hiện rồi, thì tao biết rồi mày đi đi chứ con không được ở đây là bất động tâm thanh thản. À, cái này tu tứ giới cần người ta cũng xả ba cái niệm thiện này, chúng ta không có tăng trưởng theo kiểu đó mà người ta tăng trưởng cái niệm toàn thiện. À, Đức Phật nói ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, nhưng mà cái thiện toàn thiện chứ đâu phải là thiện có ác ở này nữa. Thì chưa thầy toàn thiện là tâm thanh tịnh thôi chứ có gì. Thì đó là tâm bất động thanh thản là cái chân lý của đạo Phật. Thì trở về đó thôi. Thì trở về đó là thiện toàn rồi. À. Chứ còn mà mình chưa thiện toàn chưa còn hả? Còn thấy cái thiện khi làm từ thiện bố thí rồi nó là thiện. Thiện đối với ác. Dạ. Yeah. Con thấy chưa? Cho nên thầy nói thầy dạy đâu pháp nào ra pháp nấy, tu sai là chết. Thôi thì thời gian con này thì con cũng xin thành thật thầy cảm ơn thầy rất nhiều. Và cũng như con thầy đáng qua cái sự giúp phục của an trụ tâm của con này con vững chắc. Rồi tâm phần tâm là vững chắc. Rồi tâm phần tâm. Và ra là giữ luật của con. Rồi. Con chỉ con ra là giữ luật không phạm với một sự rồi nào. Ừ. Con đã biết được đó là phạm thì con tỉnh liền chứ có gì. Ngăn liền. Không cho phạm. Hôm nay bởi mấy lần này con tới là con củi mặt chỗ không lét lúng chết là để xúc vài bát bà cơm bô đồ con bà tôi là nấm đồ về đó. Ngoài đó cái gì mặt khò không cần. Đó. Phòng hộ mắt. Dạ, lúc con trước khi đi thì con nói là phải là ý tứ. Cẩn thận đường đi và đừng chậm đạp chậm sánh nó tội nghiệp lắm à. Con cứ dắt thì thôi. Thôi bây giờ thầy ra thôi. Con xin thầy cho con xin làm lễ thầy. Thôi xá thầy rồi cũng được con. Con xin làm lễ thầy, cảm ơn thầy quá nhiều. Con lạc đường về cái tứ huệ này. Con xin thành thật cảm ơn thầy. Thôi thầy ra con. Ráng tu tập, thầy sẽ trời duyên giúp đỡ cho. Thôi con vô đi con. Thầy về con.